Iran được cho đã tự sản xuất thành công chất phóng xạ cc137. Đây được xem là một thành tựu mới với ngành công nghiệp hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo. Phát biểu tại buổi lễ công bố về sự kiện này, Chủ tịch Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran IAEA Mohammad Eslami khẳng định IAEA đã sản xuất được chất phóng xạ hạt nhân nói trên trong vòng 6 tháng. IRNA cho biết chất phóng xạ hạt nhân này được tạo ra nhờ kết quả của một dự án nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Công nghệ và Khoa học Hạt nhân Iran nhằm phát triển kỹ thuật để tách và tinh chế cc-137 trong quá trình phản ứng phân hạch hạt nhân. Cc-137 là một chất phóng xạ hạt nhân có chu kỳ bán rã khoảng 30 năm, không tồn tại trong tự nhiên mà chủ yếu được tìm thấy trong nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng và chất thải phóng xạ. Cc-137 có nhiều ứng dụng thực tiễn trong lĩnh vực y tế và công nghiệp, thường được sử dụng trong các thiết bị đo bức xạ, xạ trị liệu bức xạ và nhiều loại máy đo công nghiệp khác.